Lúc em phát hiện ra hoặc là cái khối u này là lúc ngay từ lúc nhỏ à? Ừ. Lúc 3 4 tuổi. Ừ. Đúng không? Ừ. Thì có thể là nó cũng đã có ngay từ lúc mới đẻ ra không? Dạ không. Lúc mới đẻ hoàn toàn bình thường. Thì sau cái hồi mà lúc mà phẫu thuật ở viện răng hàm mặt, bây giờ em có nhớ được cái câu chuyện hồi đó phẫu thuật như nào? Dạ, lúc đó thì bác sĩ là mổ tại viện, bác sĩ là chỉ cắt phần nhỏ để cắt phần nhỏ thôi. Dạ. Làm từ thiện đó. Dạ. Cho nó đỡ nặng đi thôi, đúng không? Dạ. Cơ thể mình lớn nhanh thì u nó cũng lớn nhanh. Dạ. Đúng không? Dạ. Bao nhiêu năm thì sao em không có một cái can thiệp gì hay là không đi khám để phẫu thuật cái u để nó to như thế này? Dạ. Gia đình không có điều kiện, từ lúc 2 năm đến 2 năm khác nữa. À thế hả? Dạ. Thế bây giờ cuộc sống ở nhà thì em thường em đi làm hay kiếm sống bằng cách nào? Dạ, đi làm công nhân, làm công nhân làm nhà. Công nhân làm giống như làm ở xưởng, làm ở nhà. Dạ, làm ở xưởng. Thế nên người ta ở đấy người ta nhìn em quen rồi thì người ta không sợ nữa đúng không? Dạ, lúc trong xưởng thì là chỉ là người quen. Người quen thôi đúng không? Dạ. Khối u này đúng là rất là to. Thế làm thế nào để mọi người biết là có em để giới thiệu cho bệnh viện? Dạ, có lên YouTube đó. Ừ, có bên YouTube à? Anh ấy chụp à? Dạ. Anh đưa lên? Dạ. Ừ. Thế may mắn là nhờ có mấy anh đấy bệnh viện cũng phát hiện ra trường hợp của em để mà đầu tư để phẫu thuật cho em. Sau khi khám cho u thương ấy, bác sĩ thấy rằng là cái khối u của em rất là lớn. Nó xâm chiếm toàn bộ cả cái nửa mặt này. Đấy, ăn cả vào trong vòm họng nên biến dạng rất nhiều cơ quan bộ phận. Thế thì cái việc phẫu thuật của các bác sĩ ấy, một là sẽ cắt bỏ khối u, hai là sẽ tạo hình lại các cơ quan bộ phận cho em. Đấy, tạo hình đưa lại cái mắt này lên này, đưa cái tai này lên này, đưa cái mũi lên, đưa cái miệng lên. Tất nhiên là sẽ cố gắng tối ưu để mà phẫu thuật cho em một cách kết quả tối đa nhất. Tuy nhiên là phẫu thuật này nó là một phẫu thuật phức tạp. Đấy, đòi hỏi bác sĩ phải dành hết rất nhiều tâm huyết và sẽ rất là khó khăn trong những cuộc phẫu thuật này. Đấy, và không riêng thì trải qua một lần phẫu thuật mà có thể 2-3 lần phẫu thuật. Và cũng không thể nào mà có thể cắt được hoàn toàn 100% khối u. Nhưng bác sĩ sẽ cố gắng cắt được khoảng 80-90%. Thế là nó cũng đã là một cái thành công lớn rồi. Đòi hỏi một cái việc là em cũng phải song hành cùng các bác sĩ để quyết tâm để trải qua những cái cuộc phẫu thuật như vậy. Thế thì u thương có sẵn sàng để cùng với bác sĩ để quyết tâm để phẫu thuật để tái tạo lại cho em không? Dạ có ạ, cho dù có 1% cũng đã sẵn sàng. Rồi, yeah. Để bác sĩ hiểu được cái nguyện vọng của em rồi. Chuẩn bị tinh thần cho một cái cuộc chiến đấu đấy. Yeah. Yeah. Để yeah. Vượt qua được những cái cuộc phẫu thuật này cũng phải là bản lĩnh, cũng phải quyết tâm. Yeah. Yeah. Về phía các bác sĩ cũng sẽ dành hết tâm huyết. Đấy, cái đam mê nghề nghiệp của mình để phẫu thuật cho em để đạt được cái kết quả tối ưu nhất cho em. Yeah. Yeah. Quyết tâm nhé. Yeah. Rồi, sẵn sàng chưa? Yeah, rồi, được rồi, bác sĩ cũng sẽ quyết tâm. Đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi.